Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những diễn biến của vòng bảng quốc gia đấu trường danh vọng mùa xuân 2018. Như vậy là vòng bảng quốc gia chúng ta đã diễn ra được một tuần rồi, và với rất nhiều sự bất ngờ, đó là sự chiến thắng của những cái tên mới như là EVOS, đúng không? Trước một cái tên rất mạnh mẽ trong xuyên suốt quá trình đấu trường danh vọng, đó là Sỏi Vàng Tôm, hay một vài sự không bất ngờ, tôi tạm gọi là không bất ngờ, khi mà Game TV hay là Pro A giành chiến thắng trước những đội tuyển được đánh giá yếu hơn như là Phố Bò Tim và Dẹp Tim. Và ở tuần thi đấu thứ hai thì chúng ta có một vài sự thay đổi, đó là khung giờ không còn là 20 giờ nữa mà chuyển thành 19 giờ, và Pro Ami đã đổi tên thành Team Flash. Bảng xếp hạng sau tuần thi đấu đầu tiên thì Team Flash, Game TV, Adonis Esports và EVOS Esports là 4 đội tuyển đã có điểm số và đang tạm thời dẫn đầu. 4 vị trí còn lại thuộc về Sài Gòn Phantom, Team Thái Nguyên, Phố Bò Tim và Dẹp Tim. Như vậy là nếu mà để nói đến những sự bất ngờ thì đó là EVOS Team và đó là Adonis Esports, khi họ đều có những chiến thắng trước đối thủ được đánh giá là cao hơn so với họ. Và trong tuần thi đấu này thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cặp đối đầu rất hấp dẫn, và ngay trong tuần thi đấu đầu tiên thì chúng ta sẽ được chứng kiến ngày thi đấu đầu tiên chúng ta sẽ được chứng kiến trận thi đấu giữa hai đội tuyển đã không có chiến thắng trong tuần thi đấu đầu tiên, đó là Sài Gòn Phantom và Dẹp Tim. Trong ngày thi đấu thứ hai vào ngày mùng 1 tháng 3, chúng ta sẽ được chứng kiến cặp đối đầu giữa EVOS Team và Phố Bò Team. Ngày thi đấu mùng 3 tháng 3, đó là cuộc đối đầu giữa Team Frat và Thái Nguyên TTN. Trong ngày thi đấu cuối cùng của tuần thi đấu thứ hai thì đó là cuộc đối đầu giữa Game TV và Adonis Esports. Về mặt lý thuyết thì tôi đang đánh giá rất cao cuộc đầu giữa Game TV và Adonis hơn TTN so với Team Frat. Bởi rõ ràng Team Flash thì họ vẫn như vậy, đúng không? Họ vẫn là á quân của đấu trường danh vọng. Còn với TTN, mùa giải năm nay đã không thực sự mạnh mẽ bằng mùa giải năm ngoái, cho nên phần nào đó cái sự chênh lệch về trình độ của hai bên đã được thể hiện rõ ràng hơn. Còn Game TV Adonis tôi đánh giá mùa này mạnh hơn mùa trước, còn Game TV thì đó là cái sự thay đổi về nhân sự khiến cho họ trở nên yếu đi rất nhiều rồi. Và chính ra chính cái cặp đấu cuối cùng giữa Game TV và Adonis là cặp đấu cân bằng nhất của thi đấu này, hấp dẫn nhất. Đúng vậy, có lẽ là chúng ta vẫn thường hướng đến những cặp đấu cân bằng sẽ là những cặp đấu hấp dẫn nhất. Đúng. Đó là những cặp đấu mà chúng ta sẽ được chứng kiến có thể sẽ là một cặp BO5 theo đúng nghĩa của nó, là sẽ có trận chung kết. Trong ngày thi đấu hôm nay thì chúng ta điểm qua một chút về Sài Gòn Phantom và Dẹp Tim, thì đây là hai cái tên đều đã từng xuất hiện tại đấu trường danh vọng mùa đông vừa rồi, và có lẽ chúng ta sẽ phải đến với đội hình của cả hai đội để biết được rằng đâu sẽ là cái đội tuyển được đánh giá cao hơn. Đó là đội hình của Sài Gòn Phantom, còn bây giờ chúng ta cùng đến với đối thủ của họ, Dẹp Tim. Nhìn vào đội hình của Sài Gòn Phantom thì rõ ràng cái tên mà chúng ta không thể quên được sau tuần thi đầu tiên đó chính là Jared, với màn thể hiện của anh ta Wonder Woman, đúng không? Đó là pha tẩu thoát rất xuất sắc, đúng như vậy. Và chính pha tẩu thoát đó đã lọt vào top 1 highlight của tuần thi đấu đầu tiên. Bám theo sau đó thì cũng là Bão ở bên phía Dây Team. Khi Bão ở bên phía Dây Team cũng thể hiện cho mình một màn trình diễn cực kỳ xuất sắc, mặc dù anh ta bị thua với tỷ số 3-0. Đây là Zeref, người có KDA thì cũng không phải là quá cao do tuần thi đấu tuyến anh ta thua. Nhưng mà những gì mà anh ta thể hiện thì quá xuất sắc, với ba vị tướng đó là Wonder Woman, đó là Superman đều thể hiện cực kỳ tốt. Trong tuần thi đấu đầu tiên đó thì Dẹp Tim bị thua với tỷ số 3-0, đúng không 3-0. Ạ? Nhưng mà KDA của Bão vẫn ở mức cực kỳ ấn tượng, đó là 7.83. Đây là mức KDA của một đội thường là thắng. Nhưng đây lại là một trận thi đấu mà Bão không hề thắng bất kỳ một ván thi đấu nào, thì có thể thấy được rằng Bão đã thi đấu tốt như thế nào. Và thậm chí rằng cái khả năng sử dụng tướng của Bão tôi thấy cũng đa dạng hơn rất nhiều rồi. Nếu như đấu trường danh vọng mùa đông chúng ta rằng anh ta hay sử dụng những vị tướng gọi là gây sát thương lớn như Violet hay là Murad đi, thì đã bắt đầu có sự thay đổi khi mà Lữ Bố theo phong cách chống chịu cũng đã được Bão sử dụng, và cũng đã có một tình huống xử lý rất tốt trong cuộc đối đầu với Team Flash. Đó là highlight của Bão. Trung quy thì thực ra về Sài Gòn Phantom hay là về Dẹp Tim thì thực ra cũng có những điểm mạnh, đúng không? Nhưng họ cũng có những điểm yếu mà chúng ta cần phải nhắc tới, cần phải để cho các bạn biết được. Ví dụ như là sau trận đấu của thua của Team Flash trước, trận đấu của Dẹp Tim trước Team Flash, thì Bão có đăng lên một dòng status trên trang xã hội, đó là How to Gánh. Thì điều đó đồng nghĩa việc là anh ta khá thất vọng về những người đồng đội của mình. Thì không biết anh Tùng, theo anh Tùng thì nhận định những cái sai lầm của Dẹp Tim trước Team Flash nó sẽ là gì?
Thực ra là nếu để nói đến sai lầm của dẹt team thì có cả sai lầm của cá nhân lẫn sai lầm của tập thể. Team Pháp đã đè dẹt team ngay từ thời điểm đầu trận lẫn đến thời điểm cuối trận, hoặc là kể cả có những thời điểm mà dẹt team đã giành được một chút lợi thế nhưng họ lại không nắm giữ được lợi thế đó. Và kể cả bên Team Pháp thì dẹt team bị Team Pháp bắt lẻ. Và ngày hôm nay thì có lẽ là trong đội hình của Dẹt Team đã có sự thay đổi. Chúng ta đã không nhìn thấy cái tên của Giáp Lê nữa. Giáp Lê rất được kỳ vọng sau một khoảng thời gian ban là 3 tháng. Anh ta được kỳ vọng sẽ quay trở lại gánh team cùng với Bão và đồng đội của mình để gánh team được. Nhưng hôm nay Giáp Lê đã không xuất hiện. Thay vào đó là người đi đường giữa của X-Metro và hiện tại là người đi đường giữa của Dẹt Team Taru. Đây là bản hợp đồng mà đội trưởng của Dẹt Team HLN đánh giá là bây giờ vẫn không có sự thay đổi khi chúng ta không thấy bóng dáng của anh chàng Sina Polo nữa mà thay vào đó là Kinh Dung. Thì hiện tại đội hình Giang Văn lúc này thì chúng ta vẫn chưa thể rõ ràng được ai bị thương thế nào. Kinh Dung được đánh giá là có thể đi được nữa, thậm chí anh ta đi được cả rừng đấy. Yamate cũng như vậy. Và thôi, chúng ta sẽ cùng đến với các bạn chọn ở trong ván đấu đầu tiên của đội hình Giang Văn Thông và Zen Team. Laurien và Murat là hai lượt cầu đến từ trận đấu, thấy là họ đang rất ổn trọng và hiện tại ở giải đấu Đài Loan hay là Thái Lan thì nữa thì Murat rất ít khi sờ vào. Như vậy là Bão cho đến thời điểm này anh ta vẫn chưa được cầm Murat bất kỳ trận thi đấu nào. Con bài đã làm nên tên tuổi của anh ta trong đấu trường danh vọng mùa đông vừa rồi. Các đội tuyển đều thận trọng, rất dễ hiểu thôi, bởi vì Sài Gòn Phantom đã có một ván thua rồi và họ sẽ không để cho mình thua thêm một ván nữa để có thể cứu lại được tinh thần của đội tuyển của mình. Và ngay sau khi được hở ra thì Violet vẫn là sự lựa chọn đầu tiên. Có thể thấy được rằng Violet là người là vị trí được đi rừng được yêu thích nhất đến thời điểm hiện tại. Và cứ hở ra Violet thì chắc chắn là sẽ được chọn. Chúng ta đã được nhìn thấy Ankinay bắn rất tốt Violet. Và ngày thi đấu hôm qua thì chúng ta cũng đã được nhìn thấy ở bên phía Evos Team, đó là người chơi đi rừng mới nổi Clear. Cũng đi thi đấu rất tốt con bài Violet này. Bên phía bên kia thì Chanel và Chakna là hai sự lựa chọn đầu tiên của Dẹt Team. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là Alice. Bởi vì Alice có một thông tin như thế này, HLN đã từng leo danh thách đấu chỉ với con bài Alice. Tức là anh ta đánh Alice tương đối tốt. Có lẽ là nếu sau thì có lẽ chỉ sau Proe thôi. Đây là một người chơi rất tốt. Thực ra tôi đang thấy là việc lựa chọn Alice này đến từ Dẹt Team không phải là theo chiến thuật đúng không? Đó là theo cái kiểu là thuận tay nhất đối với người chơi. Bởi thường những đội tuyển ví dụ như là Đài Loan đi hay là một vài trận đấu của giải đấu Việt Nam thì không còn thấy đấy, xuất hiện Alice nữa. Mà chỉ xuất hiện khi mà đối phương có cái kiểu và có cả hai vị tướng như là Superman hay Laurien chẳng hạn. Đúng vậy. Thì Alice đặt cái vòng cấm lặng ra để có thể khống chế cái khả năng bay nhảy và khả năng tiếp cận đến từ hai vị tướng đấy. Tuy nhiên lúc này chúng ta rằng cả Laurien và Superman đã bị cấm rồi. Đúng vậy. Và thậm chí rằng đội hình của J Team còn không có Violet, không có xạ thủ để cho Alice có thể thực hiện cái việc đó là bảo kê nữa. Như vậy có thể sự lựa chọn cuối cùng của Dẹt Team cũng có thể sẽ là một vị xạ thủ. Xạ thủ còn lại mà chúng ta có thể nhắc đến đó là John và Lindis. Đây là hai vị xạ thủ được sử dụng khá nhiều ở giải Đài Loan. John thì Việt Nam mình chưa sử dụng bất kỳ một trận nào. Còn Lindis đã được bên phía Flash, Team Flash thể hiện rất tốt. Và có thể Dẹt Team đã học hỏi được gì chăng từ bên phía Team Flash. Còn nếu như Alice bảo kê cho một vị tướng tầm gần thì có vẻ là không ấn tượng lắm. Có một thông số rất hay đến từ Alice, đó là Alice chưa thua một ván đấu nào tại đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2018 tại Việt Nam. Tức là tỷ lệ thắng của Alice đang là 100% sau 5 trận đấu. Nhưng tuy nhiên tôi nhớ không nhầm thì khi mà Alice thắng như vậy đồng nghĩa việc bạn xạ thủ đi rừng là xạ thủ và Violet. Đúng là như và vậy. Và thậm chí là có trận đấu mà cặp thêm cả Chao Na nữa. Đúng là như vậy. Đó là bộ đôi phá giao tranh. Như vậy là ở bên phía Dẹt Team đang có hai nhân tố có tỷ lệ thắng cao nhất ở tuần thi đấu đầu tiên, đó là Alice và Chao Na. À và Chanel. Chao Na cũng là đứng thứ ba nữa. Nếu như vậy là về bộ ba đang thắng nhiều nhất đúng không? Bộ ba top nhiều nhất. Nếu như bạn nào chưa biết thì Alice tỷ lệ là 100% đúng không? Chanel thì là 75%, còn với Chao Na con số trên 60%. Đều là rất ấn tượng. Rất ấn tượng. Tuy nhiên, thực ra con số này, ví dụ như là Alice hay Chao Na, tỷ lệ thắng cao phải cặp với một con bài cũng có tỷ lệ thắng cao nữa mà chúng ta hay thấy, đó là Violet. Nhưng Violet không còn trong đội hình của Dẹt Team. Và thậm chí rằng đội hình của Dẹt Team hiện tại tôi đánh giá là họ không có quá nhiều khả năng gây sát thương mạnh mẽ. Như vậy là tất cả đam sẽ dồn vào bên phía Zephyr và Chakna. Thật ra Chakna với Malok thì sẽ tương đương nhau đúng không ạ? Như vậy là chỉ còn Zephyr là đam chính, mà Zephyr thì thường không được nhắc đến quá nhiều bởi việc gây sát thương trên diện rộng. Đúng. Anh ta chỉ ám sát một mục tiêu duy nhất thôi. Có lẽ nếu mà như vậy thì người được bảo kê nên là Alice thì đúng hơn. Alice còn sống thì sẽ rất khó chịu. Đúng. Còn lại đội hình của Dẹt Team thì đều có khả năng gây đam nhưng không nhiều.
tương đối là đúng. Thực ra đội hình này nếu như mà có giai đoạn đầu thì cũng khó mà có thể kết thúc nhanh trận đấu được. Đúng vậy. Theo tôi đánh giá như vậy, nếu như Sài Gòn Atom không mắc lỗi, thậm chí là có những cái trận đấu mà tôi nhìn thấy rằng mất nguyên 6 trụ ngoài rồi. Đội tuyển đó đứng ở bậc thềm cứ phòng ngự đối phương không có tay dài, không có đam để có thể băng trụ, không có đam để có thể phá trụ là gần như giai đoạn về sau đội tuyển đó sẽ thua. Như vậy là bên phía Sài Gòn Phantom thì cũng đều là những con bài rất hot thôi, ngoại trừ Ras hiện tại đã không còn được ưa chuộng lắm, nhưng Yamate thì cũng rất hay mang con bài này vào thi đấu. Hai đội tuyển có lẽ sẽ cướp ngược bùa nhau, Lữ Bố liệu có thể phòng ngự được cho mình con bùa hay không? Lúc này nhiệm vụ của NTB đó là phải kéo con bùa đỏ ra. Đúng phải vậy. Kéo ra, nhưng anh ta đã chậm mất một nhịp, chính xác hơn là dẹp tim căn đúng thời điểm để cho NTB không thể tiếp cận được vào con khổng lồ lực sĩ đó. Thì phía bên kia thì có vẻ như Sài Gòn Phantom cũng thành công, không mất quá nhiều thời gian trong việc ăn khổng lồ lực sĩ. Một thông tin chúng ta vừa được thấy đó là King John là tuyển thủ trẻ nhất của giải đấu. Anh ta sinh tháng 11 năm 1999, tức là anh ta mới chỉ đủ tuổi thi đấu được khoảng 3 tháng. Đúng, 3 tháng, đúng 3 tháng. Và đây là một tình huống cướp lại được con sói của Yamate. Anh ta đã được nhảy tiền 66 đồng. Và đấy là một tín hiệu đáng mừng đối với bên phía Sài Gòn Phantom. Tiền của họ thì hiện tại vẫn chỉ ngang so với tiền của bên kia thôi. Nhưng mà đường giữa của họ sẽ xanh xao hơn một chút. Về cơ bản là khi mà Rammer, tức là trợ thủ và người đi rừng chưa có động thái di chuyển, vẫn cắm mặt ở rừng thì trận đấu vẫn đang trong tình trạng đó là khá buồn. ZF đang có động thái, cái này gọi là muốn cấu máu đấy. Tôi cảm giác như anh ta muốn sẵn sàng một cú những kích tất sát, cấu máu nhẹ rồi lùi về. Nhưng như đối vậy, phương cũng rất tỉnh đúng không? Chúng ta đang thấy được rằng có vẻ như Nam Chin đã giúp cho bên phía Sài Gòn Phantom có thêm một ý tưởng mới, đó là việc sử dụng Ryoma ở vị trí đi Ram. Hiện tại thì Ryoma vẫn đang cam cùng với lại cả Wonder Woman. Nhưng thông thường thì Ryoma sẽ đứng ở vị trí đi Ram, bởi vì đây là vị trí có thể gây được khống chế tốt hơn là Wonder Woman. Và Wonder Woman thì đi đường lại đánh giá là tốt hơn so với Ryoma một chút. Thì Ryoma đi Ram và hiện tại là họ muốn lấy cái trụ trên, trong khi ở bên dưới thì tất cả các thành viên của dẹp team đã tập trung ở con rồng rồi. Rất khó chịu. Thậm chí là tôi nghĩ là sau cái đợt lính này, nếu như mà dẹp team không kịp di chuyển lên bảo vệ, tôi nghĩ là họ sẽ không có tư tưởng phòng vệ đâu. Nhưng họ ăn xong rồi họ sẽ đẩy. Dẹp team có Sennel nên dẹp team rất có thể sẽ phòng ngự được cái trụ ở đường trên với Sennel và Chakna. Như vậy là trong kèo thi đấu vừa rồi thì có vẻ như là Sài Gòn Phantom đang lỗ thế một chút khi họ mất con rồng nhưng cũng không thể ăn được cái trụ ở bên trên. Họ biết rằng nếu họ đẩy sâu vào nữa thì Sennel sẵn sàng có thể lên cùng với đồng đội của mình. Và bây giờ là lúc mà Sài Gòn Phantom cần đưa ra quyết định của mình, và quyết định của họ đó là cố gắng tấn công hạ gục cái trụ này. Nhưng thậm chí rằng Havana đã bật cho mình vực hỗn loạn để xóa sổ lính nhanh hơn. Anh ta bị xỉa bởi King John và sát thương chưa đủ. Có vẻ như cái chiêu cuối của Goom đã đến kịp thời và né đi một lượng sát thương lớn tạo ra bởi TF và giúp cho Havana sống được với một chút máu. Không, có vẻ như là lúc đấy là Havana đã rời khỏi cái giao tranh đấy rồi. Tôi đánh giá là Goom pha thi đấu đó là xuống hơi muộn, nhẽ ra ngay sau khi Chona bật được vực hỗn loạn thì Goom đã phải xuống. Nhưng có vẻ như là Chona của Havana nói rằng là tôi sẽ chịu được đủ sát thương và tôi sẽ không phải nằm xuống, nên Goom đã không xuống. Nhưng sau đó khi thấy đồng đội của mình quá yếu máu thì Goom xuống theo. Đây là một cái ulti tương đối phí của Goom. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn thành công trong việc bảo vệ trụ. Và ở thời điểm hiện tại thì mặc dù lượng tiền cân bằng, nhưng cái lượng cấp độ của Alit bên phía JT đã đạt được là 4 rồi. Và anh ta sau khi đạt cấp độ 4 thì sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Và lúc này thì King John đã phải dùng chiêu cuối để bảo vệ bản thân và khiến cho Bão và HLN tạm thời phải lui ra khỏi vùng tấn công. Trong khi đó đường trên thì NTB đang tỏ ra rất đanh đá và khiến cho Goom mất đi nửa máu, quay trở lại trả sát thương. Nhưng tôi nghĩ đó mang tính chất là đẩy đường, xóa đẩy sổ lính nhanh hơn là trả sát thương ngược trở lại NTB. Đối với con bài Sennel thì anh ta hoàn toàn có thể đẩy đường rất nhanh với cái chiêu 1 cùng với cái nội tại đánh theo phần trăm máu của mình. Và thế trận thì có vẻ như là cũng tương đối nhạt đúng không? Chúng ta chưa thấy được những pha giao tranh nảy nửa nào cả. Nhưng mà nếu có giao tranh trong thế trận này thì có lẽ sẽ là một pha giao tranh 5v5. Về cơ bản Sài Gòn Phantom đang có một hình gây sát thương lớn đúng không? Nhưng nhìn lại dẹp team cũng là những con bài rất trâu và có khả năng tẩu thoát tốt, như là Chona và hỗn loạn, như là Saru là luyện ngục, hay thậm chí là Goom cũng có khả năng tẩu thoát của mình nếu như dùng chiêu cuối rơi vào người đồng đội của mình. Cho nên Sài Gòn Phantom hiện tại họ không có cách nào để băng trụ. Đúng vậy. Họ không biết băng trụ và họ chỉ có thể gọi là cò rỉa máu của cái trụ tức thôi. Tức là nếu như đánh ở một địa hình giống như một cái hang rồng hoặc một cái hang kinh công thì bên phía đội hình dây team sẽ cực kỳ lợi. Đúng. Với một cái chiêu cuối của Alice cũng như một cái chiêu cuối của Malok hay một cái chiêu cuối của Sennel đều tức có thể băng vào chiếm hết cả một cái hang đấy rồi. Như vậy là đội dẹp team đang đánh theo đội hình mà đội hình đặt vòng. Đúng vậy. Đặt vòng rất nhiều cái vòng to đấy. Một cái vòng to của Alice được đặt ra và nó khiến cho Sài Gòn Phantom không thể nào cấu máu cái trụ. Phòng ngự rất ổn, đó là dẹp team, họ khiến cho những nỗ lực của Sài Gòn Phantom lúc này, tôi nghĩ là họ nên bắt đầu chuyển hướng sang gọi là đi cướp rừng đi.
nếu cái cấp rừng thì cũng khó đúng không, bởi địa hình rừng cũng hẹp. Thì bây giờ câu trả lời nào cho đấy, đây thôi xong rồi, đã trên có... công đầu đã dành cho HLN ngay lập tức hai cái chiêu cuối và lấy đi được một mạng hạ gục. Những chiêu cuối của bên phía dây team cực kỳ đáng sợ, kể cả đó là chiêu cuối của Chakna hay của Malok cũng như là của Sennel, kể cả và Alice nữa. Người duy nhất có khả năng gây đam ở phương diện cá nhân đó là Bão cầm Zephyr. Pha thi đấu vừa rồi là một pha thi đấu hơi muộn của Bão, anh ta không giữ được con bùa xanh, không cướp được con bùa xanh thì đúng hơn, nhưng có thể vẫn sẽ có giao tranh khi mà bên phía trẻ team đang rất tự tin khi có Sennel nữa, có thể đáp xuống bất cứ lúc nào. HLN bị kéo về và anh ta chỉ còn khoảng hơn 1.000 máu thôi, nhưng King Zone đang bị dồn sát thương và King Zone bị lên bảng. Hai điểm hạ gục dành cho HLN chỉ trong vòng ít phút, và có vẻ như khi Yamate nằm xuống thì dây team dẹp team ngay lập tức chiếm được lợi thế bằng việc di chuyển vào rừng của đối phương và bắt đối phương giao tranh. Dễ hiểu hơn một chút nữa là bởi vì dẹp team có Sennel nên họ cũng rất tự tin trong việc giao tranh. Mỗi giao tranh của dẹp team thì luôn luôn sẵn sàng sẽ là 5v4. Còn bên phía bên kia thì Lữ Bố cũng sẽ là một con bài rất hữu hiệu để đối chọn với Sennel, tức là Sennel chỉ cần đi thôi anh ta sẽ lấy cái trụ cực kỳ nhanh. Đấy là điểm mạnh của Lữ Bố. Sài Gòn Phát Tôm sẽ luôn luôn phải chấp nhận là sẽ đánh thiếu người nếu có thể để cho Lữ Bố được đẩy. Nhưng như vậy là nếu như mà họ quyết định là sử dụng chiêu cuối của Sennel, họ phải đảm bảo rằng sau pha tranh đấy mình cũng phải lấy được trụ. Đúng vậy. Thì họ mới lời. Đúng vậy. Còn nếu như chỉ dừng lại ở điểm hạ gục và không lấy thêm bất cứ mục tiêu nào thì coi như họ lỗ đúng không? Thời điểm đầu trận thì những là những cái trụ, còn thời điểm cuối trận thì sẽ là con kinh công. Đấy là những mục tiêu mà Zed Team sẽ phải hướng đến sau một pha giao tranh thắng. Còn nếu như giao tranh thất bại thì họ sẽ mất cả hai đường. Đấy là một điều rất rất mạo hiểm đối với họ. Rất nhiều đội tuyển kể cả Đài Loan khi thấy đối phương có Sennel họ sẽ đánh thẳng vào đường của Sennel, bởi lúc đúng đó vậy. Sẽ không có ai để cứu được Sennel. Chính xác. Và lúc này Sài Gòn Tôm họ cũng đang đánh theo kiểu đó, họ đã tập trung 4 người đánh xung quanh hang rồng, đẩy lính lên liên tục. Và Zed Team tôi nghĩ họ cần có một vài động thái di chuyển đó. Đã có rồi, HLN bắt đầu di chuyển. Đó là luyện ngục của Saru nhắm thẳng mặt Yamate luôn. Sát thương đã được dồn vào và Bão đã bị trụ bắn. Bão vẫn thoát ra được. Yamate vừa rồi đã phải tốc biến và khiến cho pha tấn công của Zed Team không có tác dụng. Có vẻ như Bão đang hơi liều. Bão đang hơi liều trong tình huống vừa rồi. King Zone sẽ đến phòng ngự và có lẽ King Zone sẽ lấy được mạng hạ gục của Bão. Liều ăn nhiều. Liều ăn nhiều. Và đó là một pha cướp được bùa xanh của Bão. Nhưng đường dưới thì Sài Gòn Phantom lại là được có lợi khi lấy được trụ và lấy được thêm cả con rồng nữa. Sài Gòn Phantom đang làm tốt đúng không? Họ lấy cái trụ ở đường của Sennel và sau đó họ sẽ lấy cả con bùa xanh của Bão để có thể hòa được đường. Và với... họ lời bởi vì đúng vậy. Tôi thấy họ có được điểm hạ gục của HLN nữa. Chính xác là như vậy. Họ được một cái trụ, họ được một mạng hạ gục và họ được như vậy là con bùa xanh vẫn chưa ra. TF đã căn thời gian không chuẩn. TF đã căn thời gian không chuẩn hoặc có thể là họ ăn bị lệch mất tham nên TF đã tưởng là con bùa xanh ra rồi, họ ở khá lâu ở rừng của bên phía dây team nhưng dẹt team nhưng mà không ra được. Đây bây giờ con bùa xanh mới ra và Bão sẽ tiếp tục có được con bùa xanh này. Đó là pha xỉa rất đau của ZF kết hợp với cú đấm trên không. Rất tốt đến từ Yamate. Tôi nghĩ HLN cũng sắp sửa rơi tình trạng phải về nhà để hồi phục máu rồi chứ anh ta không thể lại lâu được nữa. Và khi mà với cái tình trạng máu như vậy, biết được HLN về nhà, tôi nghĩ dẹp team, xin lỗi, Sài Gòn Phantom họ nên đẩy cái nhịp độ tấn công của mình mạnh hơn nữa đi. Ví dụ như là cái trụ ở đường kinh công hiện tại không còn nhiều máu nữa. Họ hoàn toàn có thể để cho Lữ Bố đẩy cao đường. Lúc này không có trụ bảo vệ, chắc chắn Gum sẽ phải đánh trong cái tỷ lệ là ôm trụ thứ hai. Và nếu như mà ở trụ thứ hai Gum mà bay đi nữa, trụ thứ hai sẽ mất thì dẹp team sẽ càng lỗ hơn. Tức là Lữ Bố nên gây áp lực cực kỳ mạnh lên đường có rồng. Và còn đường còn lại thì bốn thành viên còn lại của bên phía đó là luyện ngục và ZF sẽ bị dồn sát thương. Tốc biến đi hơi thừa thãi. Dồn sát thương ngược trở lại Yamate. Insect ngược trở lại vào người của Saru. Có hồi máu, Saru tạm thời sống. Bão đang rất hổ báo và anh ta đang thực sự thăng hoa với vị tướng Zephyr. Một combo rất chuẩn của Bão và đó là mạng hạ gục của Bão. Tiếp tục sẽ là 4-1 dành cho bên phía Sài Gòn bên phía Zed Team. Và hiện tại thì Zed Team cũng đang kiểm soát được rừng của bên phía Sài Gòn Phantom. Và nếu cứ như thế này thì rất tiếc đó là một pha không kích trượt của Bão. Nếu như đó là không kích thành công thì chắc chắn bên phía bên kia TF sẽ phải nằm xuống. Bão rất khéo, Sennel đáp xuống với chiêu cuối của mình và họ quay trở lại dồn sát thương vào người của King Zone. TF đang có vị trí đứng bắn tốt, anh ta cần một cú lộ nữa nhưng địa hình không cho phép anh ta làm được điều đó. Cú kéo tốt đến từ King Zone và Gum đã bị hạ gục rồi. Bão đang 1-2, có vẻ như đây là sai lầm, nội tại không giúp cho anh ta sống được lâu. NTB và ZF đang, chính xác là ZF có được điểm ở cục đó và NTB cũng rất tinh quái khi không truy đuổi những người đồng đội còn lại để cover cho đồng đội của mình. Yamate tôi nghĩ không đủ sức để hạ gục Saru. Đấm trượt không có một cú đẩy về và thậm chí Yamate còn gặp nguy hiểm, anh ta đẩy HLN và King Zone quất roi trượt và HLN đặt vòng câm lặng đặt choáng tốt và anh ta tẩu thoát thành công. Chúng ta
ta sẽ tương đối khó đoán về độ late game của các thành viên bên phía Rẻ Team, bởi vì chúng ta không nhìn thấy một con bài nào mang tính chất là vượt trội hơn cả ở bên phía Rẻ Team, đúng không? Bên phía Rẻ Team tất cả các thành viên đều có khả năng gây đam gần như nhau, chỉ có khác một chút là Zephyr là gây đam cá nhân, còn các thành viên còn lại thì là gây đam lên toàn bộ tổng thể team của bên kia. Điểm qua một chút về lượng tiền thì ở thời điểm hiện tại người xanh sao nhất của trên bản đồ này là Lữ Bố, không ngạc nhiên. Khi đối đầu với kèo thi đấu này thì Lữ Bố bao giờ cũng sẽ được thả ra farm. Những thành viên còn lại thì đép một đường còn lại. Lữ Bố trong tay NTB. NTB trong tuần thi đấu đầu tiên anh ta chỉ thi đấu với một con bài duy nhất, đó là Ryoma. Cả 5 trận đấu. Và trong tuần thi đấu này thì đã có sự thay đổi khi NTB sẽ cầm cho mình, đó là Lữ Bố, và anh ta vẫn đang thể hiện tốt, đúng không? Vừa rồi thì đúng là như vậy. Anh ta vẫn cơ bản là tôi nghĩ là anh ta đã được đồng đội chăm sóc tận răng. Và Gum, trụ đã nổ, Gum đã gặp nguy hiểm và phải dùng chiêu cuối nhưng bị hủy bởi Yamate và NTB có điểm hạ gục cho riêng mình. Nếu đổi hai con xe và luyện gục của Saru bắt buộc phải dùng để xóa sổ lính. Vòng câm lặng của Alice được đặt choáng tốt vào người của ZF. Saru đang tỏ ra rất trâu, trụ bắn vào người của NTB rất nhiều, anh ta vẫn thoát ra được. ZF đang bị giữ chân trở lại, tiếp tục choáng tốt đến từ HLN và Saru có điểm hạ gục của ZF. Cú đấm chân không của Yamate ngăn cản bước tiến công của Saru, nhưng bão đang tới và anh ta chọn ai là mục tiêu đây? Chọn TF là mục tiêu, không kích chuẩn xác, bị đấm ngược lên bởi Yamate vẫn gây sát thương. Và TF bị nằm, Yamate cũng đã nằm, King Zone cùng với NTB phải bỏ chạy. Và thậm chí King Zone còn đến quá chậm, tôi nghĩ anh ta ở cái đường trên là có thể lấy được một trụ và phần nào đó gỡ gạc lại được thất bại cho Sài Gòn. Thậm chí là cái trụ đường trên của bên phía Sài Gòn Phantom có thể sẽ mất, bởi vì con xe đang bắn rất nhiệt tình vào cái trụ đường trên. Và pha thi đấu vừa rồi là pha tỏa sáng của Alice và Malok, đúng không ạ? Đúng. Với hai cái chiêu cuối cực kỳ kinh khủng, và có thể con kinh công sẽ nằm trong tầm kiểm soát của dây team khi cái chiêu cuối của Alice đặt vào thì sẽ khiến cho các thành viên của Sài Gòn Phantom phải cầm lặng. King Zone và NTB sẽ là nguồn hy vọng của Sài Gòn Phantom trong pha cướp kinh công này, và đó là chiêu cuối được tạo ra. Không có kinh công cho Sài Gòn Phantom, hai thành viên của họ sẽ bị hủy diệt, thậm chí ZF băng vào cũng sẽ bị hủy diệt theo. Và ZF đánh rất khôn khi chỉ đứng ngoài xỉa thôi, và khi thấy đồng đội nằm xuống là anh ta bỏ chạy. Đây sẽ là giai đoạn mạnh nhất của các thành viên bên phía dây team, bởi đội hình của họ ở thời điểm hiện tại là rất trâu bò. Họ có thể can thẳng vào đội hình đối phương với con kinh công và với năm thành viên, chính xác ra là 4 thành viên có sức chống chịu cực cao và Alice ở phía sau để cover cho các thành viên còn lại, thì họ đánh theo kiểu lấy thịt đè người rất tốt ở thời điểm này. Tôi đã thấy đấu trường danh vọng mùa đông, đặc biệt là mùa xuân, đặc biệt là cái trận đấu này nó lại là ký ức của đấu trường danh vọng mùa hè và mùa xuân 2017, đúng không? Đúng vậy. Đặc biệt là Rẻ Team với một hình rất nhiều chống chịu nhưng vẫn có khả năng gây sát thương như là bão trong tình huống này. Luyện ngục hơi tệ nhưng không sao, vẫn có điểm hạ gục dành cho Rẻ Team. Họ đã phá hủy được một đường của đối phương và bão dùng không kích để bỏ chạy, không có bất cứ sự nguy hiểm nào. TF bắn như gãi vào người của Gum. Gum pha xử lý của Gum hơi cồng kềnh nhưng Rẻ Team không có tổn thất gì cả. Gum thì vẫn thường được biết đến với những pha xử lý cồng kềnh rồi, chúng ta cũng không còn lạ gì với anh chàng này nữa. Nhưng tất cả những gì mà Rẻ Team giữ thì vẫn đang rất ổn, và nếu như trong thời điểm hiện tại họ lấy được thêm cái trụ nữa thì lại quá là tuyệt vời đi. Chỉ cần có được hai trụ và dồn nốt vào cái trụ cuối cùng ở những thời điểm tiếp theo thì họ sẽ rất dễ đánh, bởi vì thời điểm hiện tại thì TF đang chưa có đồ. Nếu như TF hoàn thành cho mình được bộ đồ xuyên giáp thì rất khó để cho bên phía Rẻ Team có thể put nhà được. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chắc là TF cũng chỉ mới có cái thương xuyên phá thôi. Còn cái kiếm Murasama thì anh ta chưa lên được, và nếu như anh ta phải lên được cái kiếm Murasama cộng với cái phức hợp kiếm hoặc là cái áo choàng băng thì lúc đấy thì anh ta mới bắn lực được. Muramasa. Tôi nghĩ là cái điểm bất ngoặt của trận đấu đó là pha mà Sài Gòn Phantom tấn công vào trụ thứ ba ở đường họ rất rồng của Rẻ Team, đúng không? Sau pha xa lầy như thế ngay lập tức Rẻ Team có được kinh công, và chúng ta rằng Rẻ Team đã tận dụng con kinh công đó bằng việc lấy được một đường. Thực ra thì nếu mà nhìn thoáng qua thì tình huống đó họ đúng, khi họ có đến 4 thành viên còn bên kia chỉ có 2 thành viên thủ trụ, nhưng họ không lường trước được sức mạnh của Alice. Đó là sức mạnh cực lớn từ Alice và Malok, chỉ hai chiêu cuối thôi quét sạch đợt lính và đẩy cho đối phương ra khỏi nhà, trong khi Malok vẫn còn nguyên lực máu, sẽ là ép đến cái trụ thứ hai đường rồng của bên phía Rẻ Team. Lúc này thì Saru hoàn toàn có thể dùng luyện ngục để khép góc các thành viên của Sài Gòn Phantom được, nhưng anh ta cần Chao Na, nhưng Chao Na chưa có. Gum đang băng vào, luyện ngục được dùng hất tung được ZF. Gum mất nửa máu, anh ta tạm thời lui ra. ZF phải tốc biến. Havana tới với Chao Na, bật vương hỗn loạn bắt đầu quẩy rất nhiệt. NTB thấp máu và đã bị hạ gục rồi. ZF là mục tiêu thứ hai và cũng bị hủy diệt ngay lập tức. King Zone còn đu vào người của đối phương, trụ đang bắn vào người của Gum. Gum thoát quả bên kia bờ tường, lính đang tràn tới, đường giữa cũng đã có trụ dành cho Rẻ Team. Đường rồng cũng sẽ có trụ dành cho Rẻ Team, và bão vào hơi sâu bị chấm dứt bởi Yamate. Rất tiếc với tình huống của bão, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì bên phía Rẻ Team đang làm rất tốt. Đó là những pha chấu trị quá trâu, và phải nói là đội hình của họ trâu quá.
quá lực, kể cả người đi rừng đó là Zephyr thì cũng quá lực. Alice ở ngoài chỉ việc đặt hiệu ứng thôi, tức là anh ta sẽ lên mắc hồi chiều và chỉ ở ngoài cover cho các đồng đội của mình thôi, không cần phải lao lên và cũng không cần phải bảo kê cho bất kỳ một thành viên nào cả, bởi vì họ tự biết bảo kê cho nhau và tự biết lo cho bản thân mình. Thì nếu như trong tình huống vừa rồi nếu còn bão thì rất có thể họ sẽ lấy được thêm một cái trụ nữa, nhưng có lẽ là bão hơi tham mạng và anh ta đã phải nằm xuống. Ở thời điểm hiện tại thì lượng tiền đã bắt đầu có chênh lệch cho Zed Team rồi. Malok rất xanh xao và anh ta quyết định lên cho mình cái nanh Furnier để có thể gia tăng thêm lượng sát thương của toàn đội. Như vậy sát thương của Malok là cực kỳ đáng gờm. Người chơi đường giữa của bên phía dây team đó là Haru đang thi Saru. Tôi lại nhầm với Haru. Anh ta đang thi đấu tương đối tốt đúng không ạ? Đến thời điểm này thì anh ta là người thủ trụ tốt và cũng là người tanh cơ chính của bên phía Zed Team. Ở thời điểm hiện tại anh ta còn có sát thương rất lớn nữa với cái nanh Furnier. Có một điều tôi đang nhận ra đó là khi mà Sword Phantom băng vào ngay tức họ sẽ bị chớ bởi Alice với cú câm lặng. Đúng vậy. Và khi mà họ hết câm lặng, họ bắt đầu dùng chiêu cuối, đặc biệt là King Zone lại bị giải hiệu ứng. Giải hiệu ứng đấy. Cho nên cái đội hình của Zed Team không những là châu lại còn phá giao tranh nó rất. Thế sau đó thì lại có một chiêu cuối của Sennheil nữa. Ừ. Và rất đầy máu. Đây là thời điểm rất rất châu của bên phía Zed Team đúng không ạ? Tất cả các thành viên của họ đều có khả năng hồi phục và thực ra khả năng hồi phục của Zed Team phần nào đó bị khắc chế bởi cái sách truy hồn của Yamate rồi, nhưng đúng vậy. Chúng ta thấy rằng khi đã có sách truy hồn mà Zed Team vẫn lực như vậy, chúng ta thấy rằng cái một cái sách truy hồn nó không ăn thua. Và có vẻ cái đội hình hồi phục này đang làm tốt vai trò của mình, đó là trong giao tranh tồn tại càng lâu thì bạn càng là người chiến thắng. Nếu như mà bên phía Sài Gòn Phantom ép được thì lại một chuyện khác, nhưng lệ ngộ đẹp quá, hất quá đẹp. Bởi vòng cơm lạc cũng rất tuyệt vời, pha giao tranh hoàn hảo của Zed Team, trụ đã bị phá hủy. Havana đường trên đang cố gắng quẩy khép góc Yamate, bật vực hỗn loạn bắt đầu dí. ZF không hạ gục được NTB, hồi máu được bật, King Zone băng vào nhưng quá chớ trêu. Phía bên kia gần đến nhà rồi thì Yamate vẫn phải nằm và King Zone sẽ là người cuối cùng của Sài Gòn Phantom còn sống trong ván đấu này. Và trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Zed Team. Và như vậy là trận đấu kết thúc ở phút thứ 16 dành cho Zed Team. Một kết quả tương đối bất ngờ bởi vì ngày thi đấu trước thì Zed Team đã gây thất vọng rất lớn. Người chơi tốt nhất ở bên phía Zed Team có lẽ sẽ là Saru. Người chơi đường giữa của bên phía Zed Team mà khi mà tuần thi đấu đầu tiên thì anh ta không được thi đấu do cái cấm chuyển nhượng. Thì đến tuần thi đấu thứ hai khi anh ta được thi đấu thì anh ta đã thể hiện cực kỳ tốt với vai trò đi đường giữa và một con bài cũng tương đối lạ đó là Malok. Ngoài ra thì tôi còn có sự ấn tượng dành cho Bão ở trong trận đấu này. Anh ta tiếp tục sử dụng một vị tướng không phải là thuần sát thương đúng không? Nhưng đó, Zephyr, anh ta lên chỉ có hai đồ sát thương thôi, còn lại như được chống chịu. Nhưng cách mà anh ta tận dụng được khoảng trống vào rừng của đối phương cướp rồi sau đó trong giao tranh anh ta biết chọn mục tiêu rất tốt, đó là Bão. Haru, xin lỗi bạn, Saru là MVP của ván đấu này với một cây đĩa ấn tượng và thậm chí rằng cái lượng tiền con số nó cũng đẹp nữa, 11.110 vàng. Giá như anh ta có thêm một đồng nữa. Như vậy là trận đấu chỉ cần thêm một giây nữa thôi thì anh ta sẽ được cộng thêm một đồng nữa thì nó sẽ là 5 con 1. Thật ra thì do tôi làm ngân hàng nên tôi được biết là nếu mà có 4 con 1 ấy thì nó sẽ là ngày quốc tế toàn gậy của ngân hàng Tiên Phong Banh. Ngân hàng Tiên Phong Banh lấy ngày này làm ngày đàn ông, tức là ngày này thì quốc tế toàn gậy toàn 1. Và khi đó thì đàn ông sẽ được thưởng. Hay chỉ quá riêng nhỉ? Đàn ông thôi. Đấy là một văn hóa rất hay của Tiên Phong. Bao giờ Tiên Phong tuyển người anh giới thiệu tôi nhé. Đây, quay trở lại với trận đấu thì đây là những pha băng trụ, tức là Zed Team họ đánh đơn giản thôi, họ không cầu kỳ đúng không? Luyện ngục thẳng đơn vào giản. Sau đó các thành viên cũng ùa vào và họ lấy cái sự chống chịu là cái có vẻ như là đội hình này đúng rồi, đội hình này giải quyết được một vấn đề của Zed Team, đó là việc họ phối hợp với nhau không tốt. Thì khi mà họ phối hợp với nhau không tốt thì Alice sẽ bảo kê AD không được tốt và dẫn đến cái thất bại của họ. Mặc dù trong tuần thi đấu trước thì chúng ta thấy Bão cầm cả AD của Violet đúng không? Nhưng anh ta cũng không thể làm được gì và anh ta phải chat lên, anh ta phải viết lên một cái status là how to gánh. Khi anh ta có một cây DA rất đẹp, tôi nhớ là anh ta chỉ nằm số 1 mạng và anh ta vẫn không thể gánh được team. Thì với đội hình như thế này, Alice sẽ không phải bảo kê cho bất kỳ ai cả. Anh ta sẽ tập trung duy nhất vào một nhiệm vụ, đó là gây hiệu ứng cho cả team. Và tất cả các thành viên của team sẽ phải tự bảo kê cho nhau. Sennheil sẽ đáp xuống bất kỳ một thành viên nào không cần biết. Và kể cả Malok hay kể cả là Void hay kể cả là Zephyr thì đều có sức chống chịu cực kỳ lớn. Chúng ta đã thấy là Zephyr với cái nội tại của mình đã trâu như nào. Đây là một pha tanh trụ khoảng 30 giây của bên phía Zed Team và họ không mất đi một thành viên nào cả. Họ hồi phục rất tốt bằng bộ chiêu thức, kỹ năng và thậm chí rằng cái hồi máu của hai thành viên đó là Saru và HL nữa. Đây là pha tranh cuối cùng. Thì nói chung trận đấu này Sài Gòn Phantom họ đã sai từ cái lúc mà họ cố gắng băng cái trụ để giết vào người của Saru rồi. Nên nhớ tôi nhớ không nhầm thì ở trong trận chung kết của đấu trường danh vọng mùa đông thì Proy cũng có một pha tương tự như vậy, đó là
họ dồn sát thương, dồn toàn lực tấn công vào đường rồng nơi mà PSMen đang cầm Malok. Và chúng ta thấy chính xác. Tôi thấy rằng PSMen quả đấy có quay rất lực và đó thậm chí là một pha rằng highlight của PSMen. Và thậm chí rằng anh ta có quay đủ đến cái mức mà đồng đội đến. Đúng vậy. Và sau pha đó thì Prey thì cũng mất luôn cả thế trận, thì Sacramento vừa rồi cũng rơi vào cái vết xe đổ mà Prey gặp phải ở trong trận chung kết đó. Tức là nếu họ tính toán sai một bước thôi thì họ sẽ mất đi cả thế trận này, khi mà các thành viên của bên phía Red Team sẽ rất mạnh ở thời điểm giữa trận. Đó là thời điểm mà tất cả các thành viên của Red Team không cần bảo kê cho ai vẫn tự khỏe được nhờ vào cái chất tướng của họ. Còn đến thời điểm cuối trận khi Violet có sức bắn lớn, nếu như vẫn giữ được thế trận cân bằng thì rõ ràng Violet sẽ bắn xuyên qua được những cái lớp giáp đó. Lữ Bố cũng đã trang bị cho mình cái kiếm Furnier thì anh ta cũng có thể bào dần cái lượng máu của bên phía Red Team. Nhưng ở thời điểm này thì vẫn là thời điểm của Red Team. Có vẻ như Saru là sự lựa chọn chuẩn xác của Red Team ở trong ván đấu này, khi trận đầu tiên anh ta thi đấu ngay lập tức anh ta đã đạt được danh hiệu là MVP và thậm chí anh ta còn chưa phải nằm xuống một cái mạng nào. KDA 3-0-13 rất ấn tượng. Và điều quan trọng với vai trò của Saru thì tức là trận đấu này anh ta đánh không phải là gây sát thương chính, không phải là kiểu như là kết thúc đúng không, luôn là người mở đầu giao tranh, lao vào trụ của đối phương với cái luyện ngục và tạo tiền đề để cho các thành viên còn lại kết thúc đối phương, đặc biệt là Bão khi không ít lần gây khó dễ cho Yamate. Ít nhất là anh ta có hai cái ulti rất đẹp. Đó là cái ulti cuối cùng và cái ulti đầu tiên. Không phải là đầu tiên, nhưng đó là cái ulti đép trụ đầu tiên. Trong cái ulti đó thì anh ta đã xóa sổ được toàn bộ đợt lính và sau đó thì lấy được cho mình một mạng hạ gục cùng với đồng đội nữa, lấy thêm được một hai mạng hạ gục đó nữa. Và cái ulti cuối cùng là cái ulti trúng cả bốn thành viên của bên phía Sài Gòn Phantom. Ở bên phía đội hình của Sài Gòn Phantom thì trong trận thi đấu này liệu có cá nhân nào được đánh giá là nổi bật một chút không? Về thực ra thì cũng khó đúng không? Bởi rõ ràng NTB hay là King Zone ra đầu thì đều được được farm và đều được TF cũng như là ZF lên hỗ trợ rất nhiều. Giai đoạn đầu tôi thấy King Zone cầm Wonder Woman liên tục được sự bảo kê, được sự trợ giúp đến từ Violet và Ryoma lên để có thể giúp anh ta đẩy đường, sau đó di chuyển vào rừng của đối phương cướp. Giai đoạn về sau thì NTB cũng có điều tương tự như vậy. Thì nói chung về cá nhân tôi thì Sài Gòn Phantom lúc này đang chưa có một thành viên nào thực sự là quá nổi bật. Những gì mà ZF thể hiện ở cái vị trí trợ thủ vẫn chưa ấn tượng lắm. Hơi tương đối mở nhạt. Với cái thứ hai nữa là cái con bài đó cũng không hợp lắm với Violet thì phải. Bởi vì Violet cần một người bảo kê cho mình. Okay. Thì có lẽ là Ryoma không làm tốt lắm nhiệm vụ đó. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tầm khoảng 30 giây. Sau đó khi đến với trận thi đấu thứ hai giữa Sài Gòn Phantom và Giải Team.